Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Zinco Min Plus do dược phẩm thành công sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Zincomin Min Plus cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Zincomin Min Plus có thành phần là bạch quả, Zinco Biloba 80mg, rào cổ lam 40mg, caffeine 20mg, magnesium 20mg, kẽm 5mg, canxi 30mg, vitamin C 60mg, Zincomin Min Plus được bảo chế dưới dạng viên. Zingomin Plus mang lại cho người dùng công dụng giúp tăng cường lưu thông máu lên não, cải thiện trí nhớ, hỗ trợ trong trường hợp suy giảm trí nhớ ở người già giúp hạ mỡ máu, nhất là giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa sơ vữa mạch máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa các biến chứng tim mạch, giúp tăng cường sức đề kháng cho tim mạch. Sản phẩm dùng cho các trường hợp, dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, người bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, người bị suy giảm tuần hoàn não, người lao động trí óc căng thẳng, mất ngủ dài ngày. Sản phẩm Zinco Plus được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Zincomin Plus được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, người lớn, ngày uống 3 lần, mỗi lần một viên trẻ em, ngày uống 2 lần, mỗi lần một viên. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Zinco Plus, đồng thời biết cách sử dụng Zinco Plus sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.